Rồi chả lép 62 zin zin bài bền nữa bạn. Rồi thì tình hình là xe này mới vừa ra tù, bộ xăng lửa ra tù, bị mất cục cao su với lại bị mớp cái bô, đập mớp bô hay gì á nè. Rồi xe mới ra tù nha, thì mình lên cục red level cho bạn luôn. Đây đó, Verizon đó, đầy đủ chức năng nha bạn. Rồi đi thì vẫn combo lồng ICS chữ nổi cho bạn, cam lò xo đầu vô hết, bạn yêu cầu vô tay Genoma vô luôn, bật đạn máy đầy đủ hết cho bạn. Và cái báo bạn xe này cái ti nó bị lúng, cái bảy con mình vô bị bảy con hợp kim màu vàng này cũng cứng các bạn, đi được Genoma luôn, mình cũng đi đây nha. Đó rồi thì chủ xe giang hồ quá không, lên đổi thẳng lon carbon luôn, Lamborghini 1.1 nhìn như zin đó bạn, đẹp không, carbon nè. Rồi tiêu móc lớn rồi nè. Ok bây giờ mình nổ máy cho bạn nghe cái độ êm của 62 zin zin bài đi phượt. Bài này có hai dạng bô, thì mình có trang bị cái nút chỉnh map, nút chỉnh map nè. Nó map 1 thì có thể bạn chạy bô tăng, map 2 bạn chạy bô zin móc, map 3 chống chậm tắt luôn, map 4 bạn muốn hãm tua nhiêu cũng được. Thì đó, map 4 hãm tua đây, cho hãm tua 10.000 là cũng được. Đó, thì có hai cấu hình, 4 cấu hình luôn. Có thể bạn sắp bô zin móc để chạy đi xa né công an cũng được. Rồi mình nổ máy thử ha. Quạt thì mình cho quay chỉnh nhiệt độ cho quay trực tiếp luôn, vừa quạt bật lên quay à, cho mình chỉnh có 10 độ là quay rồi. Rồi ok là do ở thu lập trình nữa, mũ pin lên đầy đủ hết, họng gió kim phun cam rồi sau đầu số bắp ICS nha bạn, trong đây đi số bắp ICS nè, độ im đó. Mà chiếc F29 á, độ hao xăng của hai tấm anh zin bài này nè.